xíu anh lại trước anh coi giùm em cái bóng đèn anh, hồi tối em ra em bắt không có được đứt hay gì rồi đó, lát anh thay giùm em luôn đi. Ừ anh tính thay cái bóng bự mấy ngày nay vậy đó, bóng đèn gì đâu mà nhỏ xíu xíu mà sẵn hồi anh vô anh thay luôn. Được không anh? Được. Em gì? Lẹ đi. Trời ơi, sửa không sửa cho nhanh đi, thiệt chứ. Được. Trời gì vậy? Đưa cái bóng đèn đây. Đưa bóng đèn thì nói đưa bóng đèn, đưa tay ai biết gì. Nè. Chen. Hết việc rồi phải không? Ở nhà sửa đi, tôi đi lên ruộng một xíu à. Đi đâu đi đi. Ngon lành. Nghe em ơi. Anh ơi cứu em. Ra ruộng lẹ đi. Cứu gì? Ê, ê. Đi ruộng gắn cắn gì ra trời. Alo, chú Tám xe ôm hả chú? Chú làm ơn chú chạy lên nhà con, chú chở vợ con đi lấy nọc gấp đi chú, vợ con nó bị rắn cắn rồi. Dạ chú chạy thẳng cái ruộng luôn nha, vợ con nó mập quá con ẩm không có nổi đâu. Dạ dạ dạ. Ơi xui thiệt chứ em ơi, đừng bỏ anh nha em ơi. Trời ơi trời thiệt chứ, cái cầu đằng kia em đi đường này thiệt chứ. Lâu dữ đi. Đâu, đi đi. Chừng nào chừng nào. Chừng này đúng không? Đụng làm gì vậy? Cái gì? Gắn cắn cột chó đừng chạy nọc chứ gì. Lẹ đi, nó chạy lên tới đầu bây giờ. Khùng hả? Tôi kêu ông ra đem hai cái dừa vô làm tôi. Nhưng đem cái cột gắn cắn. Khùng. Rồi kêu tôi ra lấy có hai trái dừa này vô thôi hả? Chứ vậy. Rồi lỡ kêu ông Tám xe ôm vô đây rước bà đi lấy nọc còn sao giờ? Ai biết, kệ ông, ai kêu xuống xa xuống xác. Chưa kịp hỏi nữa là bà cúp máy mất mẹ rồi. Nhậu đây luôn đi. Vô ghi, tự nhiên chửi người ta.